bác xin được ăn vặt của nhà bà Tuyết. Dạ, thì cùng mình kiểm tra thử xem có gì mà tại sao nó lại hót dữ vậy nha. Ê, mà cái thùng nó bị rách to quá nè mấy bà. Hy vọng là hàng bên trong nó sẽ không bị ảnh hưởng gì nha. Trong cái cục hàng hôm nay của tôi thì sẽ gồm có snack bò Kobe nè, nem nướng phơn và snack sashimi. Tiếp theo thì sẽ là mì sốt thập cẩm. Cái này là mình được shop gửi kèm á mấy bà. Và cuối cùng sẽ là 2 dây snack đùi bò nha. Đầu tiên thì mình sẽ ăn thử gói nem nướng phơn này trước nha cả nhà. Do được làm từ bột mì cho nên là bánh sẽ có độ dai và rất là ngon. Nhưng mà cái nem nướng phơn này thì sẽ hơi thiên về vị ngọt nhiều nha mấy bà. Nhưng mà ở trên bánh nó có mấy cái hạt này nè, là hạt thì là ăn đổ nha mấy bà. Tiếp theo thì sẽ là gói mì sốt thập cẩm. Gói này thì mình thấy vừa ăn nha và cũng không có cay lắm. Nói chung là ngon á mấy bà. Giờ thì mình sẽ ăn thử gói snack bò Kobe nha. Gói này thì mình thấy vừa ăn nhất từ nãy tới giờ luôn á mấy bà. Bánh dai và có độ mặn ngọt và độ cay vừa phải. Rất là ghi comment cho mấy bà cái em bánh này luôn á. Bây giờ thì sẽ là snack sashimi nè. Em này thì ăn vào cũng sẽ thiên về vị ngọt nha. Nhưng mà cái độ ngọt nó sẽ ít hơn và đỡ ngán hơn cái nem nướng khi nãy á. Và sau cùng thì sẽ là snack đùi bò mini. Em này thì mình thấy cũng khá là vừa ăn á. Mới cắn vào thì mình sẽ thấy có vị hơi ngọt nhẹ. Nhưng mà sau khi ăn thử thì mình thấy em nó là độ mặn ngọt vừa phải, không có bị ngán nha mấy bà.